Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viết Sơn Audio. Lời đầu tiên, show Viết Sơn Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn. Và trở lại với clip ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu và báo giá với quý vị và các bạn về một số thiết bị âm thanh hàng bãi Nhật, hàng bãi Hàn Quốc và các thương hiệu đến từ châu Âu. Và tôi sẽ giới thiệu từ mặt hàng và báo giá cho quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc đẩy công suất của Nhật VKP1400A, trong đẩy ram xa. Chiếc đẩy này trên thị trường đang bán có giá từ 5 triệu 5 đến 6 triệu đồng tùy từ độ đẹp. Chiếc đẩy này hình thức còn khá là đẹp. Và chiếc đẩy này tôi sẽ bán rỉa cho quý vị và các bạn với một lý do như sau. Trong quá trình sử dụng và vận chuyển từ nước ngoài về thì qua cái vấn đề kiểm tra thì nó có hai cái con trở này, nó bị long cái chân bên dưới. Để quý vị có thể nhìn thấy, khi mà nó bị long cái chân bên dưới thì nó dùng nó nóng nên sẽ sinh ra mô ve, và nó bị nóng cái chân này. Hai con trở này nó bị long chân bên dưới, và bên cửa hàng của tôi đã tháo ra và hàn lại 4 mối hàn, tức là mỗi chân chấm lại có 4 cái dấu chấm, hàn lại còn tất cả còn nguyên zin, vì là nó không cần phải là hàng zin do đã chấm 4 mối hàn vào, nên có giá rất hợp lý cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nào có nhu cầu sử dụng cục đẩy ram xa này thì xin gọi điện trực tiếp, tôi sẽ báo giá rất mềm cho quý vị và các bạn. Hàng rất là đẹp, duy nhất có chấm lại 4 mối hàn thì cái con trở này nó bị bung chân, hai con trở thì nó có 4 cái chân chấm lại 4 mối hàn, còn tất cả còn nguyên zin. Bên cửa hàng của tôi bán hàng như thế nào thì báo nguyên hiện trạng như thế, tức là chiếc đẩy này đã được chấm lại 4 mối hàn thì bây giờ nó không còn zin nữa, thì bán cái giá rất mềm cho quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, tôi sẽ báo giá trực tiếp. Ram xa 1400A, công suất 400W một kênh. Trong đáy Nhật thì quý vị và các bạn không nghĩ về chất âm của nó. Hai chiếc tụ lọc của nó to như hai luân bò húc, nó cao hơn hai luân bò húc. Hình thức còn rất là đẹp, duy nhất có chấm lại 4 mối hàn. Và bên cửa hàng của tôi về được các cái dòng mâm than nghe nhạc, nó có giá hơn 3 triệu đồng một chút thôi. Hàng còn rất là đẹp. Quý vị và các bạn có các cái bộ nghe nhạc thì chúng ta mua cái mâm than này về chúng ta ghép vào nghe rất là hay, và đặc biệt là trưng bày nó rất là đẹp. Mỗi một chiếc mâm than này có giá hơn 3 triệu đồng, không kèm đĩa than. Đĩa than có giá hơn 1 triệu đồng một chiếc. Hàng còn rất là đẹp. Tất cả đều hoạt động bình thường. Mặt kính meca không bị xước sát, không bị nứt vỡ. Hàng nội địa Nhật. Chiếc bên này là chiếc của hãng Sonic, Sonic Line. Chiếc mâm bên này là chiếc mâm của hãng CEC. Và bên cửa hàng của tôi thì có bán kèm theo đĩa cho quý vị và các bạn. Hơn 1 triệu đồng một chiếc đĩa. Bên cửa hàng của tôi nhập đĩa về, đĩa than. Đĩa mới để tiếng Việt. Các ca sĩ như Lệ Quyên, Huyền Ánh, rất nhiều đĩa. Đĩa mâm than hơn 1 triệu một chiếc. Và đây là chiếc âm ly Jaguar PA506N. Hàng đẹp long lanh,
sản xuất năm 2002. Đây là dòng nguyên bản của nó, tức là dòng vang rời nguyên bản của nó. Có giá 16 triệu đồng. Bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Hàng nguyên bản đẹp long lanh. Quý vị và các bạn hết sức lưu ý rằng cái dòng âm ly này thì chỉ có một số con đời 1999 thì nó có vang liền. Còn tất cả các cái mô đê hầu như là vang rời. Và nhiều cái nhu cầu thị hiếu của dân mình cứ ca ngợi vang liền nó là hay. Nên người ta vứt cái vang liền nguyên bản của nó và người ta độ vào một cái vang, người ta vứt cái vang rời nguyên bản của nó đi và người ta độ vào một cái vang liền của Trung Quốc vào, người ta bán giá cho quý vị và các bạn 17-18 triệu, nhưng thực ra về nó không hay vì chiếc vang của nó đã được vứt đi và thay vào một chiếc vang của Trung Quốc. Con này chạy xòa Toshiba, máy móc rất là khô ráo, đẹp long lanh. Xòa Toshiba. Quý vị có thể nhìn thấy chiếc vang rời của nó rất là nhiều linh kiện. Thực ra từ trước cái này chúng ta ca ngợi con vang liền là hay. Nhưng theo tôi thì tôi khẳng định con vang liền không hay hơn con vang rời. Vì về nguyên lý làm việc, tất cả các cái bộ phận nếu được tách rời thì bao giờ nó cũng hay hơn, tích hợp. Và đây là con vang riền, con vang rời nguyên bản của dòng âm ly 506N đời 2002. Và đời 2000-2001 cũng vậy. Đây là chiếc vang rời đảm nhiệm về phần echo. Nó được bóc tách. Chiếc vang này khá là to. Nó to gần gấp đôi bao thuốc lá Vina, gần bằng 2 bao thuốc lá Vina đấy. Rất là to, to bằng cái bàn tay của chúng ta, to hơn bàn tay. Rất nhiều linh kiện, rất nhiều IC. Có một chiếc âm ly nguyên bản như thế này có giá 16 triệu đồng. Chúng ta không tội gì phải tìm những con vang liền, để rồi cuối cùng ăn phải con vang độ. Máy móc đẹp không tì vết. Bên cửa hàng của tôi bán khá nhiều dòng âm ly này. Nhưng đa số là tôi bán hàng vang rời nguyên bản của nó. Còn dòng vang liền thì hầu như là không có. Nhập về hầu như không có. Hàng sử dụng tại Hàn Quốc nên nó khá là sạch. Nên chỉ bám một lớp bụi mờ mờ thôi. Chạy xòa Toshiba. Đối với dòng âm ly của Hàn Quốc, nếu mà chạy xòa Sanken thì nó có khỏe hơn được tầm 10% về công suất. Nhưng về chất âm thì nó không mềm mại như dòng chạy xòa Toshiba hoặc là xòa KTC, KTA. 16 triệu đồng cho một chiếc âm ly nguyên bản không đụng chạm gì, riêng từ A tới Z. Trước sau đều đẹp. Và đây là các cái dòng đầu CD kia nuốt. Chúng ta nhìn CD. Con là biếu hoạt huyết. Nó có giá chưa đến 2 triệu đồng một chiếc. Và còn quý con hơn cả con gái đấy. Chúng ta lắp vào nghe nhạc khá là hay. Và bên này có một chiếc CD Victor. Con này của nó, một mâm của nó chứa 5 chiếc đĩa. Quý vị đựng một cái được 5 cái đĩa vào trong này. Đối với dòng CD này thì nó chạy các cái đĩa cỏ này vẫn chạy bình thường. Đĩa này có 5.000 một chiếc. Và chúng ta có điều kiện chúng ta mua cái đĩa 200-300.000. Còn đây là đĩa 5.000 vẫn chạy bình thường. Mắt của nó đọc rất là tốt. Bấm vào cái là nhận ngay. Nó cũng có giá dao động ở tầm 2 triệu đồng một chiếc đầu này. Chơi nhạc rất là hay. Chúng ta mua cái đĩa về chúng ta nghe nó hay hơn nhạc mạng rất nhiều. Nhạc mạng thì chúng ta dùng hát karaoke. Đây là dòng loa Audio Center. Chấp 12 cộng.
Đây là dòng loa Bass 30, có giá hiện tại thời điểm bây giờ là 14 triệu đồng. Phía bên kia là loa RCF, hàng nội địa Trung Quốc, có giá 5 triệu 800 nghìn đồng, Bass 30 chấp kẹt. Loa Audio Center, phía trong này vẫn còn loa Audio Center. Loa DMX Bass 30 có giá 10 triệu đồng tại thời điểm bây giờ. Và phía trong này còn một đôi loa Martin Bass 40 Newbie có giá 15 triệu đồng. Martin Bass 40 Newbie. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ qua cái số Zalo trên màn hình, tôi sẽ gửi hình ảnh cho quý vị trực tiếp. Dòng loa trắng là loa TB thương hiệu đến từ nước Mỹ, giá tại thời điểm bây giờ 9 triệu 500 nghìn đồng. Đây là dòng đẩy mới của Martin, nó dạng như dòng BV kép, con này 800W trên một kênh, có giá 7 triệu 500 nghìn đồng. Đây là thiết bị quản lý nguồn của hãng DB Algotic 102 Pro, 2 triệu 700 nghìn đồng bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Chiếc quản lý nguồn DB Algotic 102 Pro, bên trong của nó có thiết bị lọc điện của Mexico. Còn cái dòng quản lý nguồn của hãng Next này thì nó không có thiết bị lọc nguồn, nó chỉ có chức năng đóng mở mạch điện và ngắt automat khi chập điện. Thì nó có giá 1 triệu 500 nghìn đồng bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Và ra bên cửa hàng đó tôi còn cái dòng súp hơi của hãng Biden Bass 30 có giá 2 triệu 8 một chiếc. Cái bên này là các cái dòng đẩy công suất. Dòng đẩy công suất LA800 thì bên cửa hàng của tôi còn được một ít thôi. Sắp tới về tiếp. Không loạn rất nhiều nhưng bán gần hết rồi. Khoảng 5-6 chiếc. Đây là chiếc đẩy TB. TB thương hiệu đến từ Mỹ. Con này chất âm của nó rất là hay. TB hay chúng ta hay gọi là T3 sao. Nó đánh căng hai đôi Bass 25. Giá con này nó chỉ hơn 4 triệu đồng một chút thôi. Chất âm của nó rất là hay. Dòng lọc bãi của Hàn Quốc, Yên Cơ 5010G, hai dàn đèn, 3 triệu 5 bao ship cho quý vị và các bạn. Bên hàng của tôi vẫn còn dòng vang Next FX9 Plus, hàng loại 1, giá 2 triệu bao ship cho quý vị và các bạn. Và đây là dòng mic JBL loại 1, 6 số tự ngắt trong vòng 3 giây và tự ngắt nguồn trong vòng 10 phút. Mic này hát rất là nhẹ và chống hú khá là tốt. Có giá 1 triệu 9 bao ship toàn quốc, hàng loại 1. Cái dòng này thì nó cũng có hàng loại 1, loại 2, quý vị hết sức lưu ý là như vậy. Và con băng đách này thì nó có một loại 1, loại 2 và loại 3. Chúng ta mua tiền nào của ý thôi. Mua hàng rẻ thì chất lượng nó kém hơn, hàng đắt thì chất lượng nó tốt hơn. Phía bên này bên cửa hàng của tôi còn khá nhiều có cái mẫu lọc. Vẫn là mẫu lọc Yên Cơ. Đây là còn một chiếc lọc Kenwood 5010. Chiếc lọc này có giá 4 triệu 5. Khá nhiều có mẫu lọc. Và bên cửa hàng của tôi vừa về được một ít cái mẫu chống hú 5-6 con chống hú 2.0, con này chống hú khá là tốt, có giá 1 triệu 400 nghìn đồng kèm rắc Canon cho quý vị và các bạn. Chống hú rất là tốt, đặc biệt là chúng ta dùng âm ly nó hay hú thì chúng ta lắp con này vào, hoặc là dùng các cái dòng chép kèn nó hay hú thì chúng ta lắp con này vào, nó sẽ chống hú rất tốt. Bà
bàn mixer Yamaha. Con này không bán, con này để dùng không bán. Mixer Mini Yamaha sản xuất tại Indonesia. Dòng đẩy 3 kênh công suất lớn. Đây là mẫu loa 450C vừa về. Hàng rất là đẹp. Dòng 450C thì bây giờ nó có giá dao động từ 5 triệu 5 cho đến 6 triệu, nó tùy từng hàng đẹp hàng xấu. Và hàng này rất là đẹp. Hàng này nguyên zin từ A tới Z. Chúng ta dùng các thiết bị hàng bãi thì nó chênh lệch nhau 5-300 1 triệu là bình thường, nó tùy theo cái độ đẹp. Hàng này nguyên zin. Gân này chúng ta còn dùng được thời gian khá là lâu. Khi nào nó bục thì chúng ta thay. Thì gân của nó còn khá là tốt nên là tôi không muốn bứt nó ra. Hàng rất đẹp nên quay cận cảnh cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng cái độ đẹp của nó. Còn nếu như hàng xấu thì chúng ta quay xa xa tầm 4-5 mét thì nhìn chiếc loa nào nó giống nhau thôi. Quay gần như thế này, nếu bị lỗi là nó lộ ngay. Đặc biệt là quay đèn flash. Trên cửa hàng của tôi thì lấy hàng, không lấy cái hàng nó tằm nham mà toàn cái hàng chọn. Giá nó có hơi cao một chút, nó đáng đồng tiền quý vị và các bạn bỏ ra. Chúng ta không tham rỉa gì vài 300 nghìn mua loa về nó lai tiếp, dập vỡ thùng, nó bị lệch từ, sát cốt thì nó rỉa được mấy trăm nghìn cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Vì cái hàng bãi này là cái hàng bên nước ngoài người ta đã bỏ ra rồi, thì mình muốn mua được cái hàng đẹp thì phải chọn. Chứ nếu ôm cả đống về thì chắc chắn là nó sẽ có hàng hỏng. Chiếc thì bị hỏng, chiếc thì bị dập vỡ, chiếc thì thế nọ thế kia. Còn muốn đẹp thì chúng ta phải chọn. Và cái số lượng lựa chọn thì sẽ không nhiều bằng cái hàng mà chúng ta lấy theo cái kiểu đồ đống. Bên hàng của tôi vẫn còn cái dòng mic bãi Tomahawk của Nhật. 650.000 một chiếc. Tình trạng còn rất đẹp. Hạn như cái dòng âm ly của Hàn Quốc này, bên cửa hàng của tôi lâu lâu về được một vài con thôi, không về nhiều. Còn nếu như những nơi người ta lấy về cả đống chất như núi thì không lấy đâu ra hàng xịn. Vì hàng này nó thu gom từ bên Hàn Quốc, kiếm được những con đẹp cái này nó rất là khó. Vì người ta dùng nó mấy chục năm rồi. Và chẳng hạn như những cái mâm than là cũng vậy, chọn là những con nó đẹp long lanh này rất là khó. Người ta dùng cái này, nó sản xuất từ những năm 80 mấy, rất là lâu. Còn nếu chúng ta cứ đi lấy cái hàng bãi mà chúng ta nhặt theo cái kiểu nhặt bãi rác thì nó rất là nhiều, nhưng mà nó không được đẹp và đặc biệt là nó hỏng hóc rất là nhiều. Nếu chúng ta đi mua hàng bãi cũng vậy, chúng ta không nên ham rẻ tiền quá, chúng ta mua những cái hàng nó quá nát, nó quá đắt rồi. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo 0978 527 877. Cửa hàng của tôi giao hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn. Và tất cả các cái mặt hàng bãi bán ra thì bên cửa hàng của tôi bảo hành cho quý vị và các bạn 3 tháng. Và cam kết nó là hàng chính hãng, nguyên zin. Và chiếc nào trong tình trạng đã sửa chữa thì tôi báo luôn cho quý vị và các bạn thì sẽ có cái giá nó mềm hơn. Chẳng hạn như chiếc đẩy Ramsa 1400A. Nó bị bung hai cái chân của con trở thì hàn lại thì nó vẫn chạy bình thường, nó không có vấn đề gì. Nhưng mà trong cái quá trình mà vận chuyển thì nó bung, hoặc là trong quá trình sử dụng nó bung, hàn lại thì bên cửa hàng của tôi báo luôn là đã hàn lại. Thì cái giá tiền nó sẽ thấp đi. Nhưng về chất lượng thì quý vị và các bạn dùng thì nó không ảnh hưởng gì. Mỗi hàn nó bung ra hàn lại thì nó không ảnh hưởng gì. Quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của Vision Audio. Quý vị và các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi clip của Vision Audio. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.